Chào mừng quý vị phụ huynh và các em học. Coi khi mảnh ghép của mình nó hiện lên cái hình ảnh gì các em nhé. Rồi, còn một mảnh ghép màu hồng nữa, chúng ta sẽ cùng nhau lật các em nhé. Các em chú ý câu hỏi nè. Khi vào bàn ăn, mọi người thường thể hiện tình cảm cho nhau bằng cách nào? Các em suy nghĩ, nhớ lại thử. Và coi đáp án của thầy nhé. À, đó là mọi người sẽ gắp thức ăn cho nhau. À, vậy là bức tranh của chúng ta đã hiện ra rồi đó các em. Thì nội dung của bức tranh này thì cũng chính là nội dung của chủ đề ngày hôm nay đó các em. Đó chính là bữa cơm trong gia đình. Thì với nội dung bức tranh này cũng như bữa ăn gia đình của chúng ta, đó là một bức tranh này với đầy đủ các thành viên trong gia đình này, bao gồm có các thành viên như là ông bà, ba mẹ và con cháu đó các em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu coi cách như thế nào để chúng ta tạo thành một sản phẩm mỹ thuật
về bữa cơm gia đình thật đẹp các em nhé. Thì đối với nội dung tiết học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở cái phần G quan sát. Thì yêu cầu cần đạt của ngày hôm nay thì các em sẽ nhận biết được hình ảnh thể hiện về bữa cơm trong gia đình. Chúng ta cùng nhau quan sát. Thì trên hình đó là có 3 cái ảnh chụp về bữa cơm gia đình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau coi thử trong 3 cái bức hình này các em thấy có những hình ảnh gì. À, đó chính là hình ảnh mọi người đang cùng ăn cơm rất là vui vẻ đó các em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát kỹ hơn từng bức tranh. Bức tranh đầu tiên đó là hình ảnh ông bà, ba mẹ đang ngồi trong một bữa ăn nè. Ở đây thì cũng là hình ảnh gia đình đang tham gia một bữa ăn, nhưng mà ngồi ở trên cái chiếu ở bên dưới này cũng là một bữa ăn có ba mẹ và con cái đang trò chuyện rất là vui vẻ ở trên bàn đó các em. Bây giờ các em chú ý hình ảnh bữa cơm được thể hiện như thế nào trong các bức ảnh tranh. Ở mỗi gia đình thì có các thành viên khác nhau. Ví dụ ở bức tranh này thì có ông bà, ba mẹ và con, và đang ngồi trên bàn và ăn cơm với rất nhiều thức ăn và nước uống. Mẹ thì lại đem thêm đồ ăn cho mọi người cùng nhau thưởng thức nè. Ở bức thứ hai thì cả gia đình đang ngồi trên chiếu trước nhà để ăn uống. Mọi người thì gấp thức ăn cho nhau. Ở bức tranh thứ ba, mấy em quan sát thì có cha mẹ và hai con đang trò chuyện rất là vui vẻ trên bàn ăn. Thì tùy vào mỗi gia đình thì các thành viên sẽ khác nhau một tí đó các em ạ. Thì vừa rồi thầy đã giới thiệu cho các em về hình ảnh các bữa cơm trong gia đình. Vậy thì bữa cơm trong gia đình khác gì so với những cái hình ảnh bữa cơm mà khi người ta vẽ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan sát các em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chú ý.
hoạt động chúc Tết, đề tài ngày Tết. Bây giờ các em sẽ chú ý về cái hình thức thể hiện những sản phẩm này. Thì ở bức tranh số 1, sản phẩm 1,